Xin chào quý phụ huynh cùng các em học sinh. Trong video ngày hôm nay, sẽ tiếp tục cùng các em đi chữa tiếp bài toán số 6 trong chuyên đề toán tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch của chương trình lớp 5. Chúng ta có đề bài như sau. Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Đề bài hỏi rằng, hỏi 8 hộp bánh dẻo như thế thì có bao nhiêu cái bánh dẻo? Vậy chúng ta có thể tóm tắt bài toán như sau. 100 cái bánh dẻo này. 100 cái bánh thì chia đều được vào 25 hộp bánh. Vậy thì 8 hộp bánh như vậy sẽ có hỏi chấm cái bánh dẻo, đúng không? Bài toán này chúng ta cũng phân tích bài toán xem bài toán thuộc thuận hay là nghịch nhá. Chúng ta nhận thấy rằng này, khi số hộp bánh mà giảm thì theo các em số cái bánh dẻo chúng ta có sẽ tăng hay giảm nhỉ? À đúng rồi, số hộp bánh càng ít thì số cái bánh cũng phải càng ít rồi. Số hộp bánh giảm xuống, số cái bánh giảm xuống. Như vậy hai đại lượng này cùng giảm. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là dạng toán tỉ lệ thuận. Vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ tính xem một hộp bánh chứa được bao nhiêu cái bánh. Vậy chúng ta trả lời bài toán rằng một hộp bánh đựng được số cái bánh dẻo này, hoặc là có số cái bánh dẻo này, được số cái bánh dẻo. Chúng ta có 25 hộp bánh thì có 100 cái. Như vậy thì một hộp sẽ có 100 chia cho 25 hộp này bằng 4 cái. Như vậy thì mỗi một hộp có 4 cái, vậy thì 8 hộp sẽ có bao nhiêu cái nhỉ? À sẽ có 4 x 8 bằng 32 rồi. Vậy chúng ta trả lời bài toán rằng 8 hộp bánh dẻo như thế có số cái bánh dẻo này. 8 hộp bánh dẻo như thế có số cái bánh dẻo. Chúng ta thực hiện 4 nhân với 8 bằng 32 cái. Các em đắt số bài toán 32 cái bánh dẻo. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài toán số 6 trong một nội dung của chương trình toán 5 tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Nếu như có bất kỳ câu hỏi nào, các em có thể để lại ở phía dưới bài viết này. Thầy sẽ hỗ trợ để giải đáp cùng các em.